Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Để với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Để tô màu cho bức tranh này thì trước tiên mình sẽ tô màu tóc cho nha. Tiếp theo là tô màu da, mình sẽ tô màu vàng. Tiếp theo là tô màu mắt. Cuối cùng là tô uống hoa. Theo tô màu áo thì mình sẽ tô màu hồng. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu nền cho bức tranh này nha. Mình sẽ tô màu cam. Và sau khi tô xong màu nền thì mình cũng đã hoàn thiện được bức tranh có hình Simpson rồi nha.